xe dán bản đồ Việt Nam nếu thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ bị phạt. Thưa quý vị, tất cả các loại xe nếu gắn bản số có hình bản đồ của Việt Nam, nếu mà thiếu chi tiết quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì chiếc xe đó sẽ bị phạt nặng ở tại Việt Nam. Thông tin trên vừa được truyền thông trong nước loan tải vào ngày 13 tháng 7 sau khi mà hàng loạt xe hơi đã gắn các bảng có bản đồ của Việt Nam, thiếu chi tiết quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã xuất hiện nhiều tại tỉnh Bình Dương và đang bắt đầu trở thành trào lưu. Liên quan đến vấn đề này thì đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết là đơn vị này vừa có văn bản gửi các bộ Công an, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải và đề nghị có hướng giải quyết hiện tượng lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia, không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo Bộ thì nếu không xử phạt các trường hợp vi phạm trên sẽ dễ dàng và hình thức ý thức sai lệch về chủ quyền biển đảo trong cộng đồng gây bất lợi cho công tác đấu tranh pháp lý chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.